quý vị khán giả của series Vận động viên nói gì, và ngày hôm nay là chặng đua thứ 5. Nếu như vậy thì tính ra là các vận động viên của chúng ta họ đã vượt qua được 1/5 chặng đua của cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 35 năm 2023 rồi. Và như vậy thì sau cái chặng đua ngày hôm qua là một chặng đua dài nhất của cúp truyền hình, thì các vận động viên của chúng ta đã khá mệt mỏi và tiêu hao rất là nhiều sức lực của mình. Nhưng mà Hà Vi nghĩ là các bạn vận động viên họ đã hồi phục lại rồi. Và ngày hôm nay liên tiếp lại có những cuộc tấn công diễn ra, các ekip lại tiếp tục tạo nên những động thái khiến cho cuộc đua trở nên hấp dẫn. Và nếu như quý vị khán giả yêu mến thì hãy đón xem tiếp series Vận động viên nói gì nha. Và bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe xem họ trò chuyện gì vào buổi ngày hôm nay nhé. Hỏi đủ rồi hả? Không cho hỏi nữa hả? Rồi. Đối với bạn thì ngày hôm nay bạn có thấy nuối hối tiếc một chút xíu nào? Hôm nay thì cũng rất là hối tiếc một chút vì hôm nay là về đường bằng và đường rất là thoáng, nên hôm nay kỳ không ăn được thì cũng rất là tiếc. Nhưng mà ngày mai là một ngày nghỉ thì cá nhân mình chắc chắn sẽ làm lại ở chặng đua tiếp theo, đúng không? Đúng rồi, thì sau 5 trận thi đấu thì các vận động viên cũng đã mệt mỏi, nên ngày mai là một ngày thả lỏng để cho các vận động viên để hồi phục sức khỏe để đua những trận tiếp theo. Vậy thì khi mà mình sau một cái trận hôm nay mình về phòng á, mình có thường hay xem lại những cái khoảnh khắc mà cái lúc đó mình đã rút không? Có, Kiệt thường về phòng để xem lại những đoạn nước rút để Kiệt có thể rút ra được nhiều kinh nghiệm và để những lần sau Kiệt sẽ hoàn thiện mình sẽ tốt hơn. Vậy là chắc chắn là ngày hôm nay mình đã biết là mình đã thiếu sót ở điểm đó, và ngày hôm sau mình cũng sẽ về, mình sẽ trao đổi thêm với đồng đội và cũng như là mình sẽ cố gắng để mà mình lấy lại được cái tinh thần và cũng như là cái mà mình có thể vượt qua được và đem về chiến thắng đạo đội, đúng không? Đúng rồi Kiệt. Rồi, Kiệt hãy gửi một lời cảm xúc của mình đến quý vị khán giả vẫn luôn đang luôn ủng hộ đội Đồng Tháp. Trước tiên thì Kiệt cũng xin cảm ơn gửi lại trước đến đồng đội của Kiệt, và sau đó thì khán giả đang xem truyền hình và những người dân cũng đã ra cổ vũ đồng đua. Kiệt xin chân thành cảm ơn. Xin chào anh Khang, thì không biết là ngày hôm nay mình đã thấy mình có một cái chặng đua như thế nào? Hôm nay chặng đua khá mệt, tại hôm qua đi chặng 200 cây rồi. Rồi hôm nay đi 160, với lại trời nắng quá. Đường thì lên xuống phê phê. Em thấy là có những lúc á, là các tay đua của chúng ta sẽ tấn công tạo thành những cái tấp nhỏ đó, thì khi mà mình đi những cái tấp nhỏ phía trên á, mà mình đi cùng với lại các đội khác á, thì thay phiên nhau kéo như vậy là sự chỉ đạo của ban huấn luyện hay là mình cứ xử lý tình huống đó trên đường đua? Nó là chỉ đạo của ban huấn luyện, đi chủ yếu phá sức mấy đội ở dưới thôi. Chứ biết chắc là không có về đích được rồi. Nhưng mà cái việc mà khi mà mình đi như vậy thì ví dụ như là mình đang kéo cả cái nhóm đó, và sau đó là mình tách ra để người đằng sau tiếp theo kéo, thì cái đó là mọi người cũng đang hỗ trợ nhau để mà cùng kéo cái top đó luôn hay sao? Đúng rồi, lên đó là ai cũng kéo đều sức, ngang sức bằng nhau hết. Chứ không có ai mà không kéo. Vậy thì chắc chắn là những cái lúc đó là đa số mình đều phải trải qua những cái lúc mà mệt nhất, bởi vì đồng đội mình không có ở đó để hỗ trợ kéo. Thì anh có thấy là cái việc mà những cái thành viên khác của những đội khác hỗ trợ trong lúc đó của mình thì cũng coi như là cũng đã hỗ trợ cho mình hơn nhiều để mà giúp mình kéo để thực hiện được cái chiến thuật của đội? Nói chung là lên anh em ai cũng đều hết hỗ trợ cho nhau, về được thì về luôn, không được thì thôi, quá sức thôi. Rồi, và ngày mai là chắc chắn là một ngày nghỉ, thì ngày nghỉ thì mình sẽ chỉ có thể nghỉ ngơi và có thể là căng cơ thả lỏng để mà hồi sức để giống như là tiếp tục những chặng đèo ở phía trước. Rồi anh đánh giá là sắp tới những chặng đèo chắc chắn phải có những cái cuộc tấn công tiếp tục phải không? Lên chặng đèo chắc chắn sẽ chia ra nhiều top,
các vận viên nước ngoài như một top viên, như vận viên Việt Nam top viên chứ ít vận viên Việt Nam, chắc nghĩ là chắc dính ít á, top đầu ít. Dạ rồi, thế thì bây giờ mình về nghỉ ngơi đi, rồi bữa sau mình lấy lại tinh thần, mình lại tiếp tục với công việc, là mình lại tiếp tục với 15 chặng còn lại, 20 chặng còn lại nha. Dạ rồi, cảm ơn. Bây giờ bạn cảm thấy thế nào? Ồ, rất tuyệt. Nhưng có chút mệt mỏi đúng không? Vâng, đúng vậy. Sau 5 trận đua tại cấp truyền hình thì bạn cảm thấy cuộc đua này như thế nào? Ồ, một cuộc đua rất tuyệt vời. Tuyệt vời cả về đội của tôi, với tất cả các chặng đua. Đội của tôi là một đội làm việc rất hiệu quả. Tôi thật sự rất cảm ơn họ. Với tôi, hôm nay là một ngày không quá khó khăn, nhưng cũng khá mệt ở 20 km cuối. Và thời tiết ngày hôm nay thực sự rất nóng. Vậy bạn đã thích nghi với thời tiết như thế nào khi sau 2 trận đầu tiên là mưa, còn bây giờ là nắng nóng khắc nghiệt? Right now the weather is maybe more hotter. So how do you feel about the weather in Vietnam? Tôi nghĩ là không có vấn đề gì cả, nhưng ngày hôm qua thực sự rất nóng, đặc biệt là đoạn đường cuối, trong khi ngày hôm nay thời tiết đã đỡ hơn rất nhiều. Và ngày mai thì chúng ta có một ngày nghỉ. Bạn có ý định sẽ khám phá những món ăn nơi đây không? Ngày mai được nghỉ, điều đó thật là hạnh phúc, bởi vì tôi sẽ ngủ cả ngày. Bởi vì còn tới 20 chặng đua nữa, rất nhiều chặng dài phía trước. Tôi nghĩ là tôi sẽ ăn rồi ngủ, rồi tiếp tục ăn và lại ngủ. Như vậy là bạn chỉ ăn trong khách sạn thôi và không muốn ra ngoài khám phá à? Vâng, đúng vậy. Có thể là đi trong khuôn viên của khách sạn. Tôi nghĩ ngày mai là ngày nghỉ, điều đó sẽ giúp cơ thể của bạn được hồi phục trở lại. Vâng, đúng vậy. Và một chặng đua vòng quanh Huế khá ngắn cho ngày tiếp theo, tầm 42 km. Có thể sẽ có vài đợt tấn công của nhiều đội. Vậy ngày mai bạn sẽ có những bài tập nhỏ, co giãn cơ, thả lỏng cho cơ thể của mình đúng không? Cứ thong thả và thư giãn thôi. Massage, ăn và ngủ. Vâng, một lần nữa chúc mừng chiến thắng ngày hôm nay. Cảm ơn rất nhiều. Người đó là ai, là người kiểu như là hay kiểu như là để ý mấy cái chuyện lặt vặt với lại kiểu như là khó, hơi khó chịu một chút xíu? Anh luôn. Anh hả? Anh lớn nhất, anh hơi khó chịu. Là anh lớn, anh tính ăn mà mới ăn hiếp ma cũ phải không? Hơi già, già hơi khó tính xíu. Nhưng mà thường thường anh sẽ khó tính trong cái việc gì? Với lại những cái bạn này. Cái gì cũng hơi khó. Anh có thể xích lại xíu không? Tại vì cái mic nó không có nghe. Ăn uống cũng khó, lời mời là khó. Vậy hả? Tình liền tí hết luôn. Nhưng mà giống như là mấy bạn này có hay mà kiểu như là kiểu có bao giờ mà khiến anh bực mình hết sức có thể không? Không. Nói cái là nó im đó đi rồi đâu bực mình. Là để anh ở phòng một mình luôn hả? Đâu trả lời đâu bực mình. Chừng nào mình nói mà trả lời bực mình. Còn này em biết cái bỏ đi rồi, cho mình nói mình cái thôi mình im luôn à. Rồi, lỡ rồi có khi nào mà kiểu mình hay như là vậy phải kiếm chuyện tiếp để cho nói lại không, chứ tự nhiên mình nói mà có một mình nói tự nhiên cảm thấy bị không có được đâu trả lời, không đâu, được vui vẻ. Đâu trả lời đâu, mình nói đâu trả lời đâu. Là hai người kia hội đồng với nhau, cùng với nhau luôn. Mình nói mình cái mình tự động đi mà. Rồi chứ, ủa sao vậy, tại sao mà anh lại để cho anh nói không? Nhiều khi anh, nếu mà anh để cho anh nói vậy thì anh cũng thấy rất là bực mình chứ. Giờ càng nói là anh càng nói nữa, cho nên mình phải im luôn cho anh im. Mình càng nói là anh càng nói, mình phải im mà anh mới im được. Vậy là anh sẽ hay là bắt mọi người phải đi ngủ sớm nè, hoặc là làm cái gì trước hết rồi mới tới phiên ảnh hay sao? Không, anh cũng là người ngủ sớm nhất luôn. Em còn làm, nói chung là không biết làm gì, cứ làm bấm điện thoại nhiều khi rồi tám chuyện với nhau á, rồi đâm ra thành sẽ ngủ trễ hơn ảnh khoảng tầm nửa tiếng hoặc là hơn. Nhưng mà nếu vậy trong lúc mà anh ngủ sớm như vậy thì kiểu như là mọi người phát ra tiếng động đi, thì anh có kiểu là
Im lặng đi, để cho ngủ thôi. Có không? Anh ngủ say lắm, anh nằm xuống là anh ngủ liền à. À, nằm xuống là ngủ liền. Hai người còn lại thì là mới là ngủ sâu hơn thôi. Dạ đúng rồi. Vậy là nếu dậy sáng ai dậy trước? Hên xui. Tùy hôm hả? Như hôm nay mà mệt quá là tối ngủ không biết gì luôn. À, lát nữa về. Ờ, chưa tới chiều luôn, ngủ tới chiều luôn, tối ngủ tới sáng luôn. Dạ, về không ăn luôn sao? Tức là vẫn phải đi ăn chứ. Nhưng Mỹ là mình nói về phê quá, ngủ tới chiều luôn. Chiều xong cái họp xong mới về ngủ luôn nữa. Ngủ ly bì luôn. Còn bữa nào khỏe mới dậy sớm rồi. Nhưng mà vậy có hôm nào mệt quá là ba người ngái có nghe không? Tức là kiểu có nghe được cái tiếng ngái của nhau không? Ngủ gì chết đâu biết đâu. Nghe mơ thôi. À. Nghe mơ thôi, mơ nói lẩm nhảm chuyện gì đó không biết. Em không có nhớ được. Em hỏi tụi nó nghe nói gì không, nhưng mà anh tụi nó ăn ngủ ai làm gì làm à. Ăn trộm vô khi anh đi anh cũng biết nữa. Rồi cảm ơn mọi người. Vậy là sau khi chúng ta nghe các cura, các tay đua của chúng ta chia sẻ về cảm xúc của ngày hôm nay thì mọi người cảm thấy như thế nào nè? Và nếu như mà mọi người có muốn Hạ Vi đặt thêm bất kỳ câu hỏi nào thì cứ like và comment ở phía bên dưới. Chắc chắn Hạ Vi sẽ hỗ trợ và gửi cái câu hỏi của mọi người đến cho các bạn vận động viên nha. Và ngày mai sẽ là một ngày nghỉ của tất cả các vận động viên. Hy vọng là các vận động viên của chúng ta sẽ có một ngày nghỉ để có thể hồi phục lại sức trước khi bắt đầu những chặng đua tiếp theo, quan trọng tiếp theo nha. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.